mà vui ghê. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc giang nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông gian lao mà vui ghê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương đất đai trù phú. Cây trái sung xuê lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Nhà nông vui vẻ. Bà đây. Bà. Tôi đang lo cái vụ quất năm nay. Năm ngoái trồng thất thu rồi, kỹ thuật mình không tìm hiểu đến nơi đến chốn. Này, hay là năm nay gần Tết ấy, cái tầm quất dạo hơi bị nhiều. Hay là tôi đi tầm quất này kiếm tiền. Ôi, miễn là lao động chính đáng là được rồi. Tự nhiên là cái quất xong tự nhiên mình nghĩ ra cái tầm quất là thế nào nhỉ? Cứ nghĩ đến quất là đau hết cả đầu. Chả liên quan gì cả. Này, này. Năm nay ấy, nhà mình trồng quất thế nào mà quả này nó phải ra đều, quả to đều, nhưng với điều kiện sao? Lại phải có quả chín, quả xanh nó mới nhiều lọc. Nó vẫn còn có hoa nữa cơ. Đúng rồi, đấy. Người ta bây giờ ấy là người ta mua cái cây quất nó như thế. Thế mình có làm được điều đấy không? Nói chung là phải học thì mới làm được. Học thì đương nhiên phải học kỹ sư rồi. Nhưng mà bây giờ sang học mà lại cứ nói không như này ngại lắm ấy. Bao nhiêu vụ rồi, bao nhiêu năm rồi, cái gì cũng chỉ hỏi không thôi. Mà các cô các chú giúp đỡ nhiệt tình như thế, ôi ngại lắm, thôi lần này mình đi hỏi đi. Đấy, lại để tôi hỏi. Ừ, thôi mình hỏi đi. Mình hỏi thì có khi nó dễ hơn ấy. Còn nếu em đi hỏi nhá, là phải qua cáp, đúng không? Này, cháu Khánh nó tốt tính, nó có bao giờ nó lấy quà, lấy cáp gì đâu mà. Đây, mình cứ hỏi kỹ thuật thật tốt vào. Năm nay mình phấn đấu mình trồng tốt này, mình bán được mang sang cây tặng cháu là được rồi, để này, cho nó ăn Tết. Em bảo đây, hay là mình tặng những cái dụng cụ mà cắt tỉa cây thiết thực quan gì nữa, được không? Em lấy cây kéo của mình đi tặng nhá. Để xem đây, bà xem nào. Cái kéo đây này. Để tôi xem nào. Cái kéo này xịn, em test thử rồi. Cứ đưa đây xem nào, có xịn đâu. Xịn, tuy hơi... Đây. Kéo sao? Này quen tay tôi. Bà để tôi cắt tỉa cây cảnh nhà mình là tốt rồi. Có cái này tặng hay là gì, bên trong Khánh nó đầy vậy mà. Tôi biết ở đâu không mà tự nhiên rồi lại quen tay tôi. Hả? Ở đâu đây? Cái cầm cái cỡ là tôi biết rồi. Rồi rồi. Hả? Não cá vàng không biết vứt đâu đúng chưa? Hả? Rồi ôi, người ta tìm cho đấy. Tự nhiên bây giờ quen tay thế tôi. Thế à? Ừ. Thế ở đâu ra? Thôi chết rồi. Ừ. Hay là lâu nay mình không sử dụng cái kéo này, mình cắt tỉa các loại cây cảnh nên nhà mình không có lọc. Chứ chả thế. Bà giấu của tôi đi à? Không phải giấu, mình quên ý. À, vớ vả vớ vẩn. Đưa đây, đưa nó cái túi này đây. Ừ. Để vào đây. Cảm ơn vợ ấy. Thì cảm ơn vợ, năm nay có cái dụng cụ này thì chắc chắn là các loại cây cảnh nhà mình đâu sẽ vào đấy rồi. Này, em bảo. Nếu mà năm nay nhá, bội thu quất nhá, cho em mua kéo dài. Được rồi. Mai à, có tình à? Ôi dồi ôi, có cái gì đây? Ôi dồi ôi, Mai. Cháu. Ngồi. Ôi dồi, cô ơi. Cháu làm sao đấy? Cháu. Hả? Cháu bị chóng mặt cô ạ. Ôi dồi ôi, sợ thế. Cô cứ để yên đi. Để cháu ngồi một lúc thôi. Ừ. Là cháu đỡ. Ừ. Không sao đâu, cháu quen rồi. Ôi dồi, thế cuối cùng là cháu bị làm sao đấy? Hả? Sau này trông có vẻ hốc khác mà. Trông này, cái mặt này, tái nhợt ra. Hả? Vấn đề sức khỏe à? Cháu đang giảm cân, cháu nhịn ăn. Ôi dồi. Cho nên là mấy cái này ạ, một ngày xảy ra mấy lần rồi, không sao đâu. Thôi chết. Cứ kệ cháu. Này. Thế là cháu bị tụt đường huyết rồi. Đâu rồi? Đây rồi. Này. Cô có cái kẹo đây. Cô cũng hay bị tụt đường huyết lắm. Lúc nào phải có mấy cái kẹo. Ôi, chuẩn bị như thế nhá. Không khi lúc nào mà tụt đường huyết là đưa vào miệng một cái. Nhưng mà cháu không ăn đâu, kẹo béo lắm, ăn lại tăng cân, cháu đang nhịn được mấy ngày nay rồi. Ôi, hâm à, không ăn ý, ngất ra đây chết thì làm nào. Này, há miệng ra, nghe cô. Thế nào? Ổn chưa? Thấy tỉnh rồi cô ạ. Tỉnh chưa? Tỉnh.
tỉnh hẳn luôn đấy cô ạ. Cô tình mặc áo màu gì? Cô tình áo màu xanh. Màu xanh xanh. Rồi ôi. Lý do gì mà cứ ai để ý à? Hay ai tìm hiểu à? Mà phải giảm cân như thế hả? Khổ lắm. Lớp cháu ấy còn có 3 ngày nữa là họp lớp rồi. Mà cô nhìn cháu xem, người thì càng ngày cứ phát phì ra ấy. Chỗ cần to thì không to, chỗ cần nhỏ thì không nhỏ. Cháu không thích vừa kéo dài nữa nên cháu ngại cho xấu hổ với bạn bè lắm. Ôi dồi ôi, Mai ơi, cháu phải hiểu như thế này này, hiểu chính mình nhá. Cái form của cháu ấy là phải hơi mập mập lên một tí, mặt nó phải phinh phính lên một tẹo thì nó có da có thịt, nó mới trông nó mới tươi, nó mới trẻ, nó mới xinh nhá. Cháu mà để mặt cháu như này này, đây trông này, thần thái nhá, nhợt nhạt sức khỏe thì trông này, trông đứng lên một cái rồi ôi. Cô xin lỗi nhá. Ôi giời, không cần phải xinh kiểu đấy nhá. Nhưng mà cháu không tự tin một tí nào cả, thế cho nên là cháu mới phải giảm cân cấp tốc nhịn ăn như thế. Cô có cách nào không? Hay là cô chỉ cho cháu ấy? Giảm cân thần tốc chứ gì. Vâng. Đây, bây giờ cô chỉ cho nhá. Thứ nhất ý, là cháu phải chăm tập thể dục thể thao, đúng chưa? Ăn uống có chế độ. Đó, thứ nhất nó khoa học hợp lý thì nó mới giảm cân, nó đẹp chứ. Ai lại cái kiểu cứ thích ăn thì ăn, thích nhịn thì nhịn như cháu là không ổn rồi nhá. Vâng, cháu nhớ rồi. Chắc là phải nguy hiểm lắm đúng không cô? Ôi sao tôi không nguy hiểm? Hôm nay nhá, mà không gặp cô Tình ở đây nhá, không có cái kẹo này của cô Tình nhá, ngất ra đây á, ảnh hưởng đến tính mạng quá đấy chứ, cực kỳ nguy hiểm đấy nhá. Cháu là cháu bắt đầu biết sợ rồi đấy ạ. Ừ, đúng rồi. Mà thôi, cô cứ kệ cháu đi. Cháu thấy đỡ đỡ rồi đấy. Đỡ chưa? Đỡ rồi. Mà cô đi có vội đi đâu không? Cô đi chứ. Cô đi sang trang trại nhà anh Khánh mua cây quất đi mà. Mà sao cô mua sớm thế ạ? Không phải là mua sớm, mà cô sang phải mua đền cho bác Dần một cây quất. Đền cho bác Dần cây quất thế ạ? Không, vừa rồi nhá, là bác Dần bác cái ươm hạt quất. Thế là cô thấy sốt ruột quá, cái kiểu này đến bao giờ mới có cây quất để chơi Tết đúng không? Thế là cô đổ hết đi. Ôi trời ơi, bác ấy giận nhá, bác bảo phải đi mua đền cây quất. Chính vì thế mà hôm nay là cô Tình sang bên trang trại kỹ sư Khánh để mua một cây quất, và cũng là tìm hiểu kỹ thuật là chăm sóc cây quất làm sao cho lá đẹp này, quả to đều vàng này, để kịp đúng vào ngày Tết. Hiểu không? Hay là bây giờ cô cho cháu sang đấy đi, tranh thủ cháu cũng hỏi anh Khánh vài cái vấn đề về trồng quất được không ạ? Sức khỏe đã ổn hẳn chưa mà đi? Cháu quen rồi, một ngày cháu bị mấy lần đấy, như này là bình thường. Hay là cô cho cháu sang luôn nhá. Thôi nhanh 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 lên, có khi muộn giờ rồi đấy. Vâng. Khánh à. Anh Khánh. Cô ạ, Mai. Cô xin lỗi, cô đến chậm một tí. Dạ không sao đâu ạ, cháu cũng vừa mới tới thôi ạ. Anh Khánh thông cảm nhá, tại em cho nên là Mai Tình... Mai đã giảm. Ý của cô Tình là em giảm tí công việc của em để sang đây theo cô học của anh ạ. Anh rất hoan nghênh người trẻ như em mà có cái hứng thú và tinh thần làm việc đối với cả nông nghiệp, thế là rất đáng tuyên dương. Anh ở quá khen. Thế ta vào việc luôn nhé. Khi quất đậu quả khoảng 70-80% thì ta dùng kéo cắt khoanh vòng quanh gốc hoặc là cành cấp 1, sao cho đứt được lớp vỏ, sát vào thân gỗ ra, cách gốc khoảng từ 10-25cm. Sau đó lấy băng dính tối màu, băng lại cho cây đỡ mất nước và đỡ nhiễm khuẩn ạ. Khánh ơi, cô nghĩ rằng là nếu như mà cây to khỏe thì mình khoanh hơn một lần, còn kém hơn thì khoanh một lần. Nhưng mà cô muốn hỏi thêm nữa là thời gian thì bao nhiêu lâu hả cháu? Cô nói đúng đấy ạ, mỗi lần cách nhau chừng 7-10 ngày. Không khoanh trùng vết cũ mà cách vết cũ khoảng từ 10-15cm. Sau 12-15 ngày thì mở băng ra, thấy hai mép cây liền lại, quả ra ổn định là thành công cô ạ. Thế thì cũng khá kỳ công cháu nhỉ. Còn nếu muốn để quất ra quả chín vàng vào đúng dịp Tết thì mình phải tính toán cô ạ. Cân đối dinh dưỡng sao cho phù hợp, khi nào cần hãm, khi nào cần kích nữa cô ạ. Hãm và kích cũng cần cân nhắc, khi thật cần thiết thì mới làm để tránh những tổn thương cho cây. Cái này thì em sẽ ghi vào ghi chú để em áp dụng vào học dần. Đúng là sang gặp anh Khánh đi một ngày đàng, học một sảng khôn, phải học hỏi những cái người giỏi như thế này ấy thì em mới phát triển lên được đúng không anh? Có gì đâu, Mai cứ nói quá. Anh biết cái gì thì anh sẽ hỗ trợ cô và em, gọi là hết sức mình.